sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la, xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi Việt Nam ta đi lại. Hải Trang và Như Bình xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi lạc ghiên với Như Bình. Cuối tuần thì em sẽ đi đâu? Thông thường em sẽ dẫn người thân và bạn bè của em cà phê nè, ăn uống nè, hay là đi xem phim. Địa chỉ mà nhiều người lựa chọn đúng không? Dạ, đúng rồi. Hôm nay thì anh sẽ dẫn Như Bình cũng như là quý vị khán giả đến với một nơi mà mình có thể detox cho tâm hồn của mình sau những giờ làm việc căng thẳng nè. Và điều quan trọng là chúng ta chỉ cần có một bàn tay khéo léo, một bộ óc sáng tạo và bên cạnh đó là tâm hồn thật thư thái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến địa điểm đó anh nhé. Hãy cùng với Như Bình và Hải Triều, cùng với Việt Nam đi là ghiền trải nghiệm quý vị nha. Let's go. Anh Triều, anh muốn làm gì vậy? Làm mình làm mẩy. Đây chính là sản phẩm của Hải Triều và Như Bình. Trải nghiệm làm gốm đã mang đến nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ khi được tự tay tạo nên những vật dụng mang màu sắc đầy cá tính riêng của mình. Với nghệ thuật làm gốm này thì ai cũng có thể thử một lần để có thể hiểu hơn về nghệ thuật thủ công truyền thống cũng như cách thư giãn vô cùng hữu ích cho những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Xin chào chị, xin chào chị và mình. Chào mừng các bạn đã đến với Toàn Ten Ceramic. Wow, ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn tụi em làm gốm đúng không chị? Dạ đúng rồi. Chị với Bình mình muốn làm cái sản phẩm gì ha? Em muốn làm cái gì nó dễ dễ thôi, tại em không có hoa tay á chị. Rồi, vậy thì chắc là mình sẽ làm cái ly ha. Anh Triều, anh muốn làm cái gì vậy? Làm mình làm mẩy. Nặng ra thì được chứ sao bây giờ. Đến đây thì mình sẽ nhận được một cái cục đất như thế này. Sau đó thì mình sẽ có đôi bàn tay của mình rồi mình sử dụng sự khéo léo của nó. Thì làm gốm thì chúng ta sẽ có 4 bước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo hình. Bước thứ hai chúng ta sẽ làm mịn, sấy. Bước thứ ba chúng ta sẽ tô màu. Và bước thứ tư là sẽ đi nung. Thì thường ví dụ nhà Triều không có đất này, mình dùng đất sình làm được không? À dạ không à. Hồi xưa em nghĩ là làm gốm là phải đi về mấy cái làng, xong rồi đi tìm nghệ nhân thì mình mới được học. Bây giờ là vẫn có thể học làm gốm ở trong nội thành. Bàn tay ta làm nên tất cả, đúng không chị? Giờ em mới biết là lý do tại sao các chị gái trên mạng em hay theo dõi á, là cứ cuối tuần đi làm gốm rồi đó chị. Là em sau này em mới biết là đây là một hình thức thiền động. Đến với một cái không gian để chúng ta sử dụng đôi bàn tay của mình, tập trung hết tất cả mọi thứ để làm ra nó. Và chúng ta đã sử dụng cái nguồn năng lượng của mình để tập trung vào nó, thì đó là thiền động. Và nó làm cho chúng ta được thư giãn nhất có thể. Thì Triều nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp rất là tốt để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Đừng ai cười chê em, tại em không có hoa tay thì chị có bất lực với học sinh như em. Theo như Như Ngọc giới thiệu á, là các màu này khi mà mình nung xong thì cái độ màu nó sẽ đậm lên rất là nhiều. Thế là chắc là mình phải tô nó nhạt tí xíu thôi. Em biết là nó sẽ xấu rồi nên là em làm một cách đơn giản nhất là hai cái tay nó có màu. Mẹ đừng kêu nó lừa, nó sản phẩm nó xấu. Không, tất cả sản phẩm chúng ta đều rất đẹp khi chúng ta lần đầu tiên chúng ta trải nghiệm việc này. Xấu cũng là xấu độc bản luôn. Bây giờ thì Như Bình sẽ tổng hợp lại những lưu ý. Đầu tiên là chúng ta phải cắt móng tay thật là gọn gàng và sạch sẽ. Sau đó phải làm một cái lớp gốm thật là mỏng, nếu không rất là dễ bị nổ trong quá trình mình nung. Và lưu ý với các bạn khán giả là khi mà mình làm xong á thì phải đợi nung hết 2 tuần thì chúng ta mới cầm được sản phẩm này về sử dụng. Thưa quý vị, ngoài việc không gian chúng ta để làm gốm ra thì chúng ta còn có một không gian nữa, là một bức tranh được ghép lại bằng nhiều chi tiết khác nhau. Vậy thì được ghép như thế nào? Hãy cùng trải nghiệm với Hải Triều và Như Bình quý vị nha. Let's go. Đi qua phòng tiếp theo thôi. Có một bức tranh rất là lớn anh. Mình thấy không? Dạ. Đây là một bức tranh mà anh đã được thấy trên TV và đây là lúc mà anh sờ đó. Chậm tay luôn á. Đúng không? Đúng. Anh ngồi đây anh chụp tấm hình nha. Ok ok, giờ em sẽ lên chụp hình cho anh nha. Ok, chụp tấm hình. Anh thấy bức tranh bên kia cũng khá là lớn kìa. Đây nè anh. Wow. Toàn ten. Rất là kỳ công luôn á. Tại vì nó rất là nhiều màu sắc nè. Tất cả bức tranh này nó được rang một hình thù, được sắp xếp theo bố cục rất là rõ luôn. Mosaic art, nghệ thuật khảm hay còn gọi là tranh ghép. Ngoài việc là một hình thức nghệ thuật thì đây còn được xem là một phương pháp trị liệu tâm hồn và thư giãn, được rất nhiều người trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn.
Ở loại hình nghệ thuật trang trí mosaic, người ta thấy những bức tranh được tạo thành từ rất là nhiều những mảnh vật liệu đặt lại với nhau một cách thống nhất và hài hòa, mang những nét chấm phá nghệ thuật đầy giá trị. Em ý tưởng thì nhiều lắm nhưng mà hoa tay không có nên em nghĩ là em sẽ chọn một cái hình đơn giản thôi. Lúc nãy là làm gớm là làm một cái bát uống nước cho bạc xỉu là chú chó cưng, bây giờ mình sẽ làm một cái chân dung của chú ô long là chú mèo của em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có bút, chúng ta sẽ phát thảo sơ cái hình dáng mà chúng ta muốn làm nha. Mọi người chú ý nha, ở đây có rất là nhiều kích thước khác nhau. Khi mà chúng ta có một bức tranh cỡ lớn thì nên dùng hạt lớn như thế này. Bầu trời của em sẽ là màu xanh, chiếc cây của em thì sẽ là màu xanh lá. Wow. Bên này nhiều màu hơn luôn. À, màu xám của anh nè. Màu xám này anh còn không? Không, lấy màu đen rồi. Một dụng cụ để chúng ta có thể cắt những mảnh ghép. Thứ hai là một chiếc nhíp để chúng ta có thể sử dụng dán nhanh hơn. Và một chiếc khăn để tránh cho việc là những cái miếng thủy tinh nó bắn vào người. Theo em biết thì đây là loại hình nghệ thuật trang trí mà cổ xưa lâu đời nhất của thế giới đúng không anh? Và thật sự ra với loại hình trang trí này thì chúng ta đưa vào kiến trúc nó cũng sẽ được giữ độ bền rất là lâu hơn thời gian nữa. Khi mà mình làm những bức tranh như này mình tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, cái món quà thiết thực mà còn bền nữa. Những bức tranh như thế này á, chúng ta tập trung rất là nhiều thời gian dành cho nó nên chúng ta không có những suy nghĩ khác. Nói chuyện với anh mà em vừa gắn á là là đã mất tập trung rồi. Ai nói nó dễ hơn làm gốm đâu. Không thể là bỏ cuộc được, nghe không? Ta-da! Anh nhìn xa đi, anh thử đi. Tại vì cái tranh này á là mình phải càng nhìn xa thì mình sẽ càng hình dung được tranh trừu tượng mà anh. À, cái cây. Chính xác. Cây táo. Trời ơi, hay quá, đúng là anh quen. Cây táo nở hoa, đâu? 10 điểm, em thấy là cái gì không? Con mèo kèo lên cái táo. Hay quá, hai bức tranh này đi cạnh nhau là hợp đó. Đối với những bức tranh ghép như thế này, chúng ta cũng cần có những lưu ý nha. Lượng sức mình chọn bức nhỏ thôi, cho tiết kiệm thời gian mà đỡ mệt nữa. Chính xác rồi, thật sự ra để dán bức tranh này chúng ta cũng mất khá là nhiều thời gian. Vì thế đứng lên di chuyển qua lại cho cơ thể chúng ta được thư giãn hết. Mình làm liên tục thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy hơi mệt một chút và cũng hơi áp lực. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta lại có thêm một điểm hẹn để vui chơi giải trí vào những dịp cuối tuần cùng với người thân, gia đình và bạn bè của mình. Chúng ta có thể làm gốm, chúng ta có thể ghép tranh, hay đâu đó chúng ta cũng có thể khắc tranh lên gỗ và vẽ tranh trên lụa nữa. Sẽ còn rất nhiều những điểm đến thú vị sẽ được chương trình Việt Nam đi là ghiền gửi đến quý vị khán giả. Và quý vị nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 11:50 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 sẽ phát lại vào thứ 4, thứ 5 tuần tiếp theo nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Việt Nam đi là ghiền cũng như là HTV Entertainment, kênh Facebook của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha, để tiếp tục ủng hộ Việt Nam đi là ghiền.